Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên thì cũng xin được chúc cho anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong mọi công việc. Thì ngày hôm nay là 16 tháng 12 âm lịch, em cũng làm clip và chia sẻ đến với anh chị về việc lặt lá cho cây mai để nở bông đón Tết. Thì như clip vừa rồi em cũng có nói với anh chị mình là tới ngày 16 tháng 12 thì em mới bắt đầu tiến hành lặt lá cho vườn mai của em. Thì tới ngày hôm nay hầu hết là hơn 90% là anh chị mình đã lặt lá cho cây mai rồi, chỉ còn một số ít anh chị là chưa lặt. Thì ngày hôm nay anh chị mình cố gắng lặt cho sớm càng tốt, bởi vì hôm nay 16 rồi mà cái thời tiết năm nay thì anh chị mình cũng thấy rồi, trời âm u và nó có hơi cái không khí lạnh nữa ha, có không khí se lạnh. Thì đối với cái nụ mai mà gặp cái thời tiết se lạnh và trời không có nắng, cứ râm mát như thế này thì nó rất là chậm bung ha, rất là chậm bung. Như mọi năm thì cứ tới thời điểm này mà chúng ta lặt thì sau 5 đến 6 ngày là bắt đầu nó sẽ bung vỏ trấu. Còn thời tiết năm nay thì cũng chưa biết thế nào, từ giờ cho tới cuối thì mình còn phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. 70% là mình còn trông chờ vô cái thời tiết ha. Nếu như ông trời ổng không ủng hộ mình đó thì coi như là cũng xong. Chứ bây giờ lặt sớm quá thì nó sẽ nở sớm, mà lặt trễ quá gặp thời tiết lạnh như thế này thì nó lại nín, nó không bung nở. Đó, anh chị mình thấy sau khi mà em lặt lá ra thì nút nụ nó cũng khá là tốt ha, nút nụ khá là ổn. Thì nút nụ này nếu như không có gì thay đổi, thời tiết ấm áp bình thường thì sau 5 đến 6 ngày nó sẽ tróc vỏ lụa. Đây anh chị mình xem ha, sau khi lặt lá ra nút nụ nó cũng khá là đều. Khi còn lá thì mình nhìn nó không được nhiều, nhưng mà lặt lá ra rồi thì nó lòi nụ, chúng ta thấy rất là nhiều nha anh chị, dày đặc cây ha, chứ không phải ít đâu. Đây nụ rất là dày. Thì về cái chế độ mà chăm sóc cho cây mai sau khi lặt lá em cũng đã chia sẻ trước đến với anh chị để anh chị mình tham khảo. Còn ngày hôm nay thì nhân tiện em lặt lá cho vườn mai của em, em cũng quay để chia sẻ lại với anh chị mình xem. Thì nếu như ngày hôm nay anh chị nào mình cũng lặt lá giống như em thì sau khi lặt lá xong anh chị mình tưới nước cho cây một cái lượng nước vừa đủ ha. Thời tiết râm mát như thế này, không có ánh nắng thì chúng ta tưới một cái lượng nước vừa đủ thôi, chứ anh chị mình đừng có tưới quá nhiều ha, đừng tưới quá đẫm. Như anh chị mình thấy sau khi ngưng nước một ngày để lặt lá thì ngày hôm nay cái bầu đất trên mặt nó khô như thế này, nó khô ha, nhưng mà ở bên dưới thì nó vẫn còn cái độ ẩm, nó vẫn còn độ ẩm nhẹ. Thì sau khi chúng ta lặt lá chúng ta chỉ tưới một lượng vừa đủ ha. Thì nếu như thời tiết mà cứ râm mát và nhiệt độ se lạnh như thế này kéo dài khoảng 5-7 ngày nữa, có khả năng là cây mai chúng ta nó sẽ không bung nở kịp vào dịp Tết đó anh chị. Nếu như cứ se lạnh và râm mát như thế này kéo dài 5-7 ngày nữa thì cây mai chúng ta nó sẽ rất khó mà bung nở kịp vào cái dịp Tết. Nhưng ngược lại, nếu như trong 1-2 ngày tới thời tiết mà nắng gắt, nắng ấm trở lại và gặp một cơn mưa rào ha, gặp một cơn mưa rào thì nó lại sẽ làm cho cây mai chúng ta rất là nhanh bung nở. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có trông chờ và phụ thuộc vào thời tiết thôi. Sẵn đây em quay cho anh chị mình xem cái cây mai mà hôm giữa tháng 10 âm lịch nó vẫn đang còn là nụ kim mà em chia sẻ đến với anh chị. Chúng ta sử dụng phân bón để thúc. Thì tới ngày hôm nay sau khi lặt lá ra anh chị mình thấy nút nụ trên cây ha, nút nụ nó đã rất là căng nha. Đó, hôm giữa tháng 10 nó vẫn đang là nụ kim nha anh chị. Mà tới ngày hôm nay sau khi lặt lá thì anh chị mình thấy ha, nút nụ rất là căng, rất là to. Đó, như nút nụ của cây mai này thì nó sẽ rất dễ bung nở, rất dễ bung. Bởi vì búp nụ nó xanh, nó rất dễ bung ha, nó căng no lên mà nó xanh cái nụ thì nó rất dễ bung. Còn những cây mà
búp nụ mà nó già rám, gặp cái thời tiết như thế này thì nó cũng sẽ chậm lại, nó khó bung hơn. Đó anh chị mình thấy giữa tháng 10 nó đang là nụ kim lý tí ha, nụ kim y như là kim lá đó. Em có quay và chia sẻ đến với anh chị 2 lần 3 lần sử dụng phân bón để thúc cho nó phát triển to lên. Thì sau những lần sử dụng phân bón tới ngày hôm nay lạc lá ra, anh chị mình thấy nút nụ ha, rất là to, nó đều hết lên luôn. Đó anh chị mình thấy nè, cái vị trí bấm xả tàn đầu này. Cái chồi nó mới ra được có một khúc như thế này thôi, chồi mới ra được có một khúc ha, chưa được gan tay, nó ra chùm chùm vậy à. Đây nè, thậm chí có những cái nó ra được có một xíu vậy thôi, nhưng mà nó đóng nụ rất là nhiều, rất là dày nụ. Đây như anh chị mình thấy nút nụ trên cây mai này của em ha, thì nó già nó rám lại. Thì những cái nút nụ như thế này nếu như thời tiết mà cứ râm mát và se lạnh thì nó sẽ khó bung hơn những cái nụ mà nó xanh ha. Những cái nụ mà nó rám vàng như thế này nó sẽ khó bung hơn đối với những cái nụ xanh nếu như thời tiết cứ râm mát và se lạnh kéo dài. Nhưng hôm nay mới có 16 tháng 12 âm lịch thôi, thì sau khi anh chị mình lặt lá, chúng ta vẫn cứ chăm sóc cho cây bình thường, tưới nước nhẹ, giữ ẩm ở gốc. Và khi anh chị mình xem khi nhiệt độ nó lên cao như là giữa trưa ha, giữa trưa thì trời không có nắng, nhưng khi đó nhiệt độ nó đã lên cao, anh chị mình phun sương thêm cái nước trên cái thân cành búp nụ đó ha. Chúng ta phun sương nước để làm cho những cái lớp vỏ lụa này nó mềm, thì nó cũng hỗ trợ giúp cho nút nụ nó dễ bung ha. Anh chị mình phun sương ở trên cái búp nụ á, chứ chúng ta cũng đừng có dội sử dụng những cái kích thích để giúp cho nụ nó dễ bung. Bởi vì trong 1-2 ngày tới chúng ta chưa biết thời tiết nó như thế nào. Nếu như thời tiết mà nắng ấm trở lại thì nó lại sẽ làm cho cây mai chúng ta nó nở sớm. Cho nên chúng ta theo dõi 1-2 ngày nữa xem mức độ thời tiết như thế nào, rồi lúc đó chúng ta tính. Chứ cũng đừng có gấp gáp quá ha anh chị. Như hôm vừa rồi cũng có nhiều anh em thấy thời tiết se lạnh lặt lá hôm 12-13, thì kết quả là tới ngày hôm nay nó đã tróc vỏ lụa, nó bung ra hết rồi. Bởi vì hôm 12-13 thì thời tiết á nó se lạnh nhưng nó vẫn còn nắng. Sau khi anh em lặt và gặp mưa, trời đang nắng và gặp mưa thì nó sẽ làm cho nút nụ nó dễ, nó nhanh bung. Tới ngày hôm nay nút nụ nó đã bung ra rồi. Thì hôm nay mới có ngày 16 thôi mà nút nụ nó đã bung tróc vỏ lụa. Thì khoảng 24-25 nó sẽ nở bông. Cho nên chị mình thấy bây giờ lặt sớm cũng không được, mà lặt trễ quá thì cũng không được. Như thời tiết bây giờ âm u như thế này, rồi lại mưa lâm râm ha. Chưa có năm nào mà thời tiết giống như năm nay. Và anh chị mình phải nhớ ha, là sau khi lặt lá xong chúng ta phải phun sâu và bò trĩ liền ha. Đừng để đến khi mà nó tróc lụa ra rồi, thấy sâu rồi lúc đó mới phun thì nó cắn, nó hư, làm cho hư nụ, rụng nụ hết rồi nha anh chị. Sau khi lặt lá là chúng ta phải phun liền, rồi đến khi tróc vỏ lụa chúng ta lại phun tiếp, và đến khi búp xanh nó lên bự rồi chúng ta phun tiếp một lần nữa để cho nó nở bông. Chứ có rất là nhiều anh em bị phải cái tình trạng là lặt lá xong rồi cứ không còn lá, cứ tưởng đâu là không có sâu, rồi anh em không có phun sâu, kết quả là đến khi búp nụ nó bung ra thì sâu nó ăn nó rụng, rồi anh em không biết là nó bị nguyên nhân gì. Đây anh chị mình thấy không khí cuối năm ở vườn mai rất là vui, được những anh chị về để hỗ trợ lặt lá cho vườn mai của em. Đó. Thì cũng còn một ít nữa là xong rồi. Mấy anh chị lặt từ sáng tới giờ, chỉ còn một ít nữa là xong. Thì cả một năm chăm sóc thì chỉ có một mình lủi thủi thôi.
Nhưng cuối năm thì rất là đông vui nhộn nhịp, nhưng mà tốn tiền nha anh chị. Vui thì có vui nhưng mà tốn tiền ha. Đây ha, nút nụ sau khi lặt lá ra thì nút nụ chỉ còn trơ ra nút nụ rất là nhiều ha. Anh chị mình thấy nút nụ rất là nhiều. Đó. Rất là nhiều nút nụ. Như số lượng nụ như cây này nó bung ra một cái thì nghẹt bông luôn á anh chị. Nụ rất là đẹp, rất là vừa. Chỉ còn thời tiết thuận lợi nữa là bung nở thôi. Đó. Những anh chị đang cố gắng lặt rút ngày hôm nay để cho xong kịp. Đây là những anh chị mà mỗi năm đều hỗ trợ vấn đề lặt lá cho em. Đó rồi thì clip ngày hôm nay em cũng chỉ quay và chia sẻ anh chị mình xem ngày lặt lá ở vườn mai của em. Thì clip tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc em cũng xin được cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình xem sau, cảm thấy yêu mến và tin tưởng em thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.